Hello các bạn, Hòa Nhiên xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thêm một ngày nữa là mình quay cho các bạn xem là món ăn mình nhà mình làm là bún thịt nướng nha. Đây là cái thịt nướng nè, đây là cái thịt nướng thịt giò viên nướng mà nhà mình đem cái oven ra ngoài nướng á, bây giờ nó chín rồi, đem vô rồi. Thì những cái miếng thịt cây, những cây nem hay gọi là những cây nem nem nướng của bún thịt nướng đó nha. À, nhìn hấp dẫn, nhìn ngon không? Wow, quá thơm quá ngon luôn. Làm cái đó rất là công phu nha, các bạn phải biết xay này nọ nó mới làm được cái bò viên như vậy, để vô trong một cái cây, găm vô cây rồi bắt đầu mới nướng. Đó, thì giờ thịt đã chín rồi, thì đây là bún, bún thì cũng đã nấu xong rồi, thì chuẩn bị ăn bún thịt nướng. Đó, chuẩn bị làm tô bún thịt nướng đó nha các bạn. Đây nè, rau sống nè, vô một cái tô nè, quá trời luôn, đủ loại rau. Rau trong đây có xà lách, dưa leo, giá, đủ loại rau, đủ loại rau ăn nha. Ở dưới tô bún cũng có rau nữa nè. Đó, xong rồi mình sẽ cho đậu phộng nè, cà rốt chua nè, không đậu chua, và nước mắm cay. Thì hôm nay không phải là ngày cay cho nên mình sẽ ăn nước mắm cay. Nhưng mà nước mắm cay này rất là cay, nước mắm cay nhà làm thì rất là cay. Thì ai mà không ăn nước mắm cay được ở nhà làm thì mua nước mắm cay nè. Mắm cay ở ngoài bán thì không có cay lắm, hơi ngọt. Và chuẩn bị, người nhà chuẩn bị ăn nè, sắp xếp đầy đủ những cái tô bún rồi chuẩn bị ăn bún thịt nướng nè. Ok, nhầm nhầm, ngon quá cả nhà ơi, ngon quá các bạn ơi, mời các bạn thưởng thức nha. Một chút là quay tiếp là cái đoạn là mình sẽ làm một cái tô bún thịt nướng. Ok ok các bạn, đây là bún nem nướng nha, chứ không phải bún thịt nướng mà nó lộn, bún nem nướng nha. Thì bây giờ mình bỏ bún bún trắng vô cái tô rau của mình nè, không đầy đủ rau đó. Giờ bỏ bún vô tô rau, và bên tô có hai cây nem nướng rồi đó. Kế tiếp là mình sẽ bỏ đậu phộng nướng và đậu chua, cà rốt chua. Xong rồi mình sẽ bỏ hai loại nước mắm cay. Đây là nước mắm cay làm ở nhà thì nó cay lắm, thì mình sẽ bỏ phần nửa nước mắm cay ở nhà và phần nửa cái chai nước mắm mua nè. Nước mắm cay mua thì nó ngọt ngọt, nó ngon hơn, thì mình sẽ pha cả hai luôn, tại nước mắm nhà cay lắm. Ok vậy thôi, vậy là mình có thể có một cái tô bún nem nướng để mà ăn rồi. Xin mời các bạn thưởng thức nha. Ăn ngon. Cương nó nướng bằng